Thưa quý vị, không chỉ gìn giữ bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, thời gian qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn áp dụng nhiều giải pháp để các di tích danh lam thắng cảnh không ngừng được phát huy lan tỏa giá trị đến người dân và du khách. Được Sở Du lịch triển khai từ năm 2020, hiện nhiều di tích danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng mã QR code, góp phần quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Là một trong những địa chỉ đỏ thường xuyên thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tưởng niệm, di tích lịch sử, nhà lưu niệm và tượng đài nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, tọa lạc tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, được Sở Du lịch gắn công trình số hóa. Chỉ cần dùng điện thoại thông minh với những thao tác đơn giản, nhiều nguồn tin phong phú về di tích được chuyển tải đến du khách. Với những khách du lịch lần đầu đến tham quan, quét mã QR là cách nhanh nhất để họ có thể hiểu rõ hơn về điểm đến của mình. Đây là một phần mềm rất là dễ sử dụng, tại vì hiện tại thì mọi người dân đều dùng cái smartphone, thì qua cái mã quét mã QR này thì rất là tiện ích cho người dân để tìm hiểu lịch sử cũng như là anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Cái mã QR để tìm hiểu được một số nội dung trong đó thì chị thấy là cái việc mà quét cái mã QR như vậy á, thì nó mang lại nhiều cái hiệu quả thiết thực. Mình được tìm hiểu được sâu sắc hơn các cái nội dung ở trong cái lịch sử của chị Võ Thị Sáu cũng như các cái nội dung mà về đền thờ này nào đó mình muốn tìm hiểu, thì cái việc quét mã QR này chị thấy nó rất là hiệu quả. Triển khai từ tháng 10 năm 2023 đến nay, năm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Đất Đỏ được cấp mã QR code chạy thử nghiệm trên cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch, sởdulich.baria.gov.vn. Ban quản lý di tích huyện Đất Đỏ phân công cán bộ giới thiệu, hướng dẫn cho du khách thực hiện quét mã QR để hiểu thêm về nguồn gốc, quá trình hình thành, đặc điểm, ý nghĩa của các di tích, đặc biệt phần mềm có phụ đề hoặc thuyết minh bằng 6 thứ tiếng, và kèm theo hình ảnh, video tổng quát giúp người dân, du khách dễ tiếp cận. Đến nay, khoảng 80% lượt khách đến tham quan, tìm hiểu các di tích trên địa bàn huyện Đất Đỏ thực hiện quét mã QR. Hiện nay thì mã QR được gắn trên 5 điểm di tích, thì qua đó là giúp cho công tác phát huy các giá trị di tích trên địa bàn, giúp cho cái công tác được giới thiệu, thuyết minh rõ cụ thể từng cái điểm di tích để cho du khách đến tham quan và thăm viếng được hiểu biết rõ hơn về nơi mình đang đặt chân đến. Dự kiến trong năm 2024 này, Sở Du lịch chính thức vận hành 170 mã QR, tương ứng 170 điểm đến là di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.